Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Stiggy đây. Hiện tại là mình cũng đang có mặt tại server Việt Nam nha, để cùng với anh em tiếp tục cái story đó, chính là chế độ võ đài nha mọi người. Vị tướng này của mình đang chơi đó chính là con Mao Ca này nha. Tại vì đây cũng là một cái vị tướng anh em đưa ra cho mình yêu cầu này làm rất là nhiều luôn á. Tại vì đây là một cái vị tướng á, nếu như mọi người có trang bị đẹp nè, có lõi ngon á nha, thì nó không khác gì là một con tăng cơ thật sự là bất tử luôn á nha mọi người. Tại chế độ võ đài này nha, đi chung với mình ngày hôm nay là một con Lucian đó, khá là ngon nha mọi người. Tại vì có đam, có tăng, với lại là mình Mao Ca là cũng có một chút sát thương phép á, gì đủ rồi. Ông này là Irelia, không phải, Dana à. Skin giống Irelia thế nhờ, Dana đi chung với Zed nên mời hai cái vị tướng sốc đam rất là gớm, nhưng mà sốc đam hộ mình cái. Mày, hơi khó chịu luôn á. Ở đâu rồi? À, ở tàng hình đó, what the fuck, hay vậy? Chạy đâu, ấy da, quỳ hụt rồi đi mời. Thằng Dana nó còn full cái máu kìa, ôi ôi, ông Lucian ơi. Ông Lucian ơi, ông đánh hơi lao. Ôi, tụi cháu điên ở đây mời. Rồi thằng kia bay chạy ở đây mời. Còn mình đây bỏ củ chạy lấy người à. Qua ăn nó, tôi ăn máu bây giờ. Ok, đặt cái mầm cây đó, nó qua nó dẫm mầm cây luôn. Rồi nha, một cái trận thắng thật sự là khá là easy luôn á. Tại vì cái bọn sát thủ đó mình nhớ không nhầm á, là tầm phải level 6 cơ, hoặc là nó ít nhất phải có tầm từ 2 đến 3 trang bị mới bắt đầu mạnh được. Chứ lúc đầu game á, nói thật với mọi người luôn, lúc đầu game á thì tăng cơ làm bố luôn, tăng làm bố hoặc là mấy con AB mà cấu máu á rất là mạnh nha. Đó, cho God với lại là Alistar đầu game nó trâu lắm, mà này mời mấy con ADC hoặc là AP á đánh nó chết không nổi đâu. Mong là cái trận này cái con Mao Ca này của mình á, nó cũng ra được mấy cái lõi này mà ngon một chút anh em. Tại vì chỉ cần lõi ngon thôi thì cái con Mao Ca này mình hứa với anh em luôn á, sẽ là một cái vị tướng tăng cơ bất tử, khi mà kỹ năng của nó có quá nhiều hưởng khống chế và có cả hồi phục nữa. Ok, mua một cái chút gọi là giày phân tách đi mọi người ơi. Cái này nếu như mọi người xài thì nó sẽ tàng hình nha, nhưng mà trận sau là gặp con Alistar với lại là cho God nên thôi đổi lẹ luôn anh em ơi, đổi lẹ luôn nha anh em. Thà gặp mấy con nào mà nó ADC hay là AB đứng hàng sau á thì mình tiếp cận bằng cái giày phân tách kia mà đi xuyên tường đường. Mà trận sau gặp luôn cái combo Alistar với là Mao, Alistar với lại là cho God này hiệu ứng khống chế là quá nhiều, mình phải cần lên vội luôn một cái giày thủy ngân này để giảm hiệu ứng khống chế nha. Rồi, cái map này hơi rộng anh em. Cái map rộng này khá là ngon ấy chứ, tại vì mình có ADC á, tên bạn thì lại không có. Quăng cái bít chết bụi nè, kiếm bụi liền anh em. Tôi cover cho, bắn đi ông ơi. Điên máu rồi, chứ ăn bây giờ, ăn máu đi. Lúc đầu game nói thật với mọi người luôn, quan trọng nhất là ăn máu á. Qua đây ông ơi. Đang qua nè. Một cái quy nè. Dịch chuyển chạy. Chạy đâu. Quăng cái e làm chậm. Xuống nó ăn máu anh em ơi, chặn đầu nó nè. Hay quá, thằng này luôn, này luôn, chạy đâu nữa, dù sao cũng thua, mất công chạy nữa, mệt không, ăn máu à, rồi sao nữa, hồi sinh à, cộng một cây DA anh em ơi, cảm ơn nha, cộng một cây DA, bủ luôn kia đấy, bắn đi ông ơi, đứa ngồi ăn máu luôn mà, nó chạy cố thật sự luôn á chứ. Rồi, một cái trang bị tăng nha mọi người. Thú tượng ngọn đuốc thánh quang hoặc là ngọc phát nổ hả? Mình nghĩ là mình lấy cái thú tượng đi nè em ơi. Một cái trang bị tăng cơ rất là chất lượng luôn á nha. Khi mà mình kích hoạt á, mình sẽ tạo một cái lượng giáp á, kinh khủng lắm. Cái con Mao Ca này mình nghĩ là ở trong chế độ này mọi người cứ lên full tăng thôi. Chứ mà lên phép á, thì nó hơi yếu nha. Nếu như mà con Alistar á, thì nó có thể chuyển thành lên phép được. Tại vì nó sẽ tùy vào cái lõi ở đây mà. Cái con Mao Ca này á, mà lúc đầu game nó ra cho mình là cái chiêu W hồi liên tục á, đã bất tử luôn. Mà hơi xuông tí nó cho mình cái chiêu E hồi liên tục anh em. Mà con Mao Ca này lên full tăng chiêu E hồi liên tục á, nó hơi phí. Nếu mà W á, hoặc là chiêu Q của mình hồi được liên tục á, thì nó sẽ rất là khó chịu và cực kỳ mạnh luôn á nha. Tại vì cái con Mao Ca này á, mỗi khi mà W á mọi người á, nó sẽ là không thể bị chỉ định và bất tử luôn.
nên gặp mấy cái thằng mà sốc đam hoặc là có hiệu ứng khống chế á, W mà con Mao Kai đánh được hồi liên tục là bất tử anh em ơi. Quăng cái rò nè, rồi vô guồng rồi đó, vô guồng rồi đó. Tàng hình nói Asako tàng hình xong rồi con Yumi nó bám theo anh em, cả hai đứa đều tàng hình luôn á, cả hai đứa đều tàng hình luôn anh em. Rồi ba thu được chết tụi mày rồi, ở dưới anh em ơi, ở dưới anh em ơi, khó chịu thật luôn á chứ. Đợi tôi ăn một cái, tôi ăn tôi hồi cái chu cuối anh em ơi. Đợi chút, rồi chu cuối còn 13 giây nè. Nó nè. He he, khó chịu. Mắn này nó lầy thiệt chứ. Đây, dính anh em ơi rồi. Bây giờ mày múa đi. Mày múa đi. Đại sứ. Chưa thua trận nào luôn anh em ơi, let's go. Khởi đầu game đang rất là tốt luôn đó nha. 3k3 tiền, rồi quất thêm một cái trang bị tăng nữa mọi người. Ở trong đây thì mọi người sẽ được hai cái sự lựa chọn nha. Một là mua thẳng luôn cái trang bị lớn là 2k5 tiền. Còn nếu như mọi người mà muốn tiết kiệm tiền á, thì nên có thể mua cái trang bị tăng cơ mà nó ngẫu nhiên có 2k tiền thôi. Mà thôi mình đang muốn là cái trang bị chuẩn ở đây em ơi. Cái trang bị mặt nạ này nó sẽ giúp cho mình vừa có kháng phép vừa có dép luôn. Và combat càng lâu á thì cái này nó sẽ càng mạnh nha. Ui, mình đang có được một cái lượng dép là 255 dép, 276 kháng phép nha. Và với gần 2,5 máu rồi. Vãi đái. Lúc đầu khi mà mình có một cái lượng dép và kháng phép như thế này á thì tên bạn chơi gì nữa anh em. Thiệt luôn á chứ. Quăng cái E9 bụi nha, cái R trước luôn nè. Rồi, giải si nè. Hay quá Lucian ơi, này né ghê chứ. Chạy đâu, mày chạy đâu. Nó lên ăn máu anh em chịu rồi. Tui một cái, ok. Rồi, kia chết rồi anh em ơi. Chạy đâu, ăn máu à. Hên mà có Lucian á. Cái thật sự mà mình chơi con Mao Kai này tăng cơ mà gặp mấy công đồng đội á, ổng còn bích thêm tướng tăng nữa thì thôi nghỉ luôn anh em à. Thật luôn, ổng còn bích thêm tướng tăng cơ nữa là hàng tướng tăng cơ vô chơi với nhau á, không có sát thương. Một là đội hình gọi là hang tướng sốc đam sát thương luôn. Còn hai là phải có một phép một tăng, hai là một đam một tăng. Còn nếu như mà hai tăng á, thì lúc đầu có vẻ như rất là mạnh nhưng mà càng về cuối game nó sẽ càng đuối. Trời, mấy thằng này nó combat chắc là phải 7-7-49 hiệp mà anh em. Hai con Alista xong rồi còn thêm một chó gas là Silas đi chứ. Mà nhìn là biết Silas ăn rồi. Thêm mấy cặp Yumi Saiko nữa, chạy cối nữa. Ok. Được lõi gì đây? Lõi bạc hả? Nhiệm vụ trái tim sắt đá. Cái này khá là ổn ở đây mà. Sở hữu trái tim khổng thần với một cái lượng điểm là 300 mấy chục điểm mà nhân 6 lên nha. Nếu mà mình tích được là mình sẽ có được tầm vài ngàn điểm luôn với cái trang bị trái tim khổng thần nha mọi người. Nhưng mà yêu cầu là mình phải có cái trang bị trái tim khổng thần đã. Bây giờ thì mình lại chưa có. Chắc là nốt ra cho nó cho tiền mình mua thôi. Gặp cái ông Alista với lại là Garen. Garen này chắc là Garen đam rồi. Đâu rồi, đâu nó trong bụi này, trong bụi này. Trên đây nè. Khó chân nó liền anh em ơi. Quăng cái rờ nè. Để tôi ăn lại tôi hồi cái rờ cái. Hay quá ông ơi. Garen full đam á, Garen full chí mạng anh em ơi, cẩn thận á, cẩn thận á. Ôi, cắm cái quyền phát màn Lucian muốn đái luôn á anh em ơi. Tôi trâu lắm. Bất tử thật cái chứ anh em. Mẹ, Garen quay mệt luôn mà. Ăn máu cái. Trời ơi, con Mao Kai này nó trâu điên anh em. Mình kích thêm cái thú tự lên nữa, nó một khúc dép xong mà tăng lên được một khúc máu nữa. Quái châu rồi. Mình không hiểu sao ha, hôm nay có thể bích được cái cặp đôi Saiko với lại Yumi.
hơi yếu luôn á, không có đem. Mặc dù là khó chịu thiệt, nó câu giờ rất là tốt, tại vì nó cứ tàng hình nó chạy anh em ơi. Mà đem đâu ăn được hàng này. Tàng hình nó chạy, nó đi không mau. Ôi được không vậy? Ô không, ủa ai thắng rồi ta? Không biết ai thắng luôn á anh em. Chịu. Ok, trái tim không thần anh em ơi. Mình chỉ cần tích được là 325 điểm thôi nha, là mình sẽ được nhân 6 lên, là tầm hơn 2 cái điểm á mọi người. Khá là ngon, tự nhiên tích được 325 điểm xong rồi được nhân 6 lên nữa là mình sẽ có được ít nhất là hơn 2 cái điểm của trái tim khổng thần nha. Và nếu như mọi người chưa biết thì cái trang bị này, nếu như điểm của mọi người càng nhiều á, máu được cộng thêm càng nhiều. Bây giờ mình cứ tích chiêu chiêu thôi. Ước gì bây giờ gặp mấy con nào mà combo ở độ hình nó châu châu một tí, như là Alistair cho gắt như hồi nãy á, hoặc là Garen Alistair cũng được anh em ơi, hoặc là bất kỳ một cái combo nào á mà nó cơm, mà nó cơm bát nó lâu lâu á anh em, kiểu như là nhanh nhanh á, mình tích được nhiều số lên điểm lẻ lắm anh em ơi. Cho nên là gặp rồng với lại là Sako, hang này thì chắc là lẻ anh em, mà tại vì hang này là máu giấy cả cái rồi trước luôn nè. Nó nè cái thằng chính nè, trời ơi chưa tích được điểm nào luôn á ông Lucian ơi. Uầy, mấy Lucian bắn đem đâu tê nhờ. Tại vì cái trái tim khổng thần này á, nó phải yêu cầu đứng ở bên cạnh tướng tên bạn là phải 3 giây nó mới hiện ra được cái trái tim tích tách mọi người ơi, đánh thường cho nó mới được. Combat chưa tới 3 giây bay màu mất luôn kìa, chưa kịp chạm vào luôn á, buồn thiệt. Rồi khá là ngon luôn anh em ơi, mình lấy thêm được một cái trang bị lớn khác á, đó chính là giáp tâm linh nha. Một cái trang bị tăng thêm một cái lượng kháng phép rất là lớn luôn á, tại vì trận sau mình gặp luôn cái ông này là Silas với lại là Alistair, một cái combo từ đầu game đến tận bây giờ chưa chết mạng nào, cũng như là đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào luôn á. Combo này cũng hơi gớm nè, mình cũng đang chưa thua nha mọi người. Silas trước đi, bò nó không có đam đâu. Tôi cover cho. Tôi cover cho. Bắn đi vô boy. Ông bắn được là thắng á. Hay. Hay da ông Lucian để tích tách cái. Để tích tách cái ông ơi. Ông ơi. Muốn bỏ đâu vậy? Nó có cái trang bị gì vậy? Đâu vậy đấy? Ok, 138 điểm rồi anh em. Ok, 174 điểm rồi anh em ơi. Vô hồi sinh đi, vô hồi sinh nè. Hồi sinh đi. Ông bò. Ok. Lucian đã bắn ác quá anh em ơi. Nhưng mà cũng tích được 174 điểm rồi á mọi người, khá là ngon. Lên được 325 điểm nha, là x6 lên. Wow. X6 lên cái lượng điểm này là cũng hơi gớm á nha. Sako nó bỏ nhẹ đi luôn à. Sako lại chơi kiểu câu giờ anh em ơi. Sako với lại là Yumi chơi kiểu câu giờ mà đốt á. Nó câu giờ cho bo đốt á, tự thắng á. Chí mạng đấy, hồi phục không ngừng, xạ thủ ma pháp. Lấy cái hồi phục không ngừng đi. Nói chung là mình di chuyển càng nhiều, mình chạy càng nhiều á, thì máu của mình được nó hồi càng nhiều cho mọi người. Ok rồi nha mọi người ơi, thêm được một cái trang bị lớn nữa nha. Tại vì trận sau á là gặp Cho'Gath với lại là con Alistair này, mình quất luôn là một cái giáp gai nó chắc, tại vì cái lượng kháng phép của mình đang có là quá nhiều rồi, gần 300 kháng phép và hơn 300 giáp nha. Tôi cover cho ông ơi, ông bắn thoải mái nhưng mà cũng giữ vị trí đi chứ. Ây da ông ơi, ông đừng chết nha, chết là hết đam á. Chạy đi ông, cover cho bắn nó thằng kia máu kệ đó, bắn thằng trước. Trò hàng này nó không chế nó ác luôn á chứ, Lucian chạy mệt luôn anh em. Mắt này nó bỏ qua mình luôn mà, cay không anh em? Mà chỉnh ra. Mắt này nó bỏ qua mình luôn anh em, mà nó không đánh mình luôn á. Nó không đánh mình luôn á anh em. Chạy đi ông ơi. Ông ơi, đừng có chết. No. Holy shit, nhưng mà làm sao, mình dư xăng đó mà hồi sinh được luôn. Hứa với anh em, mình dư xăng đó mà hồi sinh được, thoải mái. Hết mình trâu rồi. Rồi hồi sinh ông ơi. Ông đừng có chết nha. Ông ơi.
Đúng rồi. Cố lên. Má đẩy này. Má đẩy. Má đẩy Lucian khỏi chơi game luôn mà nhìn nó tội thiệt cái chứ. Mà đây là hết máu anh em ơi. Nice. Trời ơi, tôi châu điên anh em ơi. Thắng được, vẫn thắng được nha. Rồi cộng thêm hai chữ số ngẫu nhiên đi. Trời ơi, tôi đang có một cái lượng kháng phép, một cái lượng dép nó đang là quá cao. Ôi ôi, trái tim không thần 2175 điểm rồi nha mọi người. Nó quất một phát lên cho mình nó là 6k tái máu luôn rồi. Trái tim khổng thần hơn 2k điểm. Vãi đấy. Bắn đi ông, cover cho, tôi cover cho. Đánh slash trước á, mình nghĩ là giết slash trước là ok á. Trời ơi, khổ. Nhìn nó khổ điên. Đừng lo, tôi hồi sinh được. Tôi hồi sinh được. Trâu lắm ông ơi. Tôi qua đây tôi ăn máu à. Nó ăn trước rồi. Kệ anh em ơi. Mình đi mà hồi sinh. Tránh ra. Bắn cái rồi cover nè. Bắn đi không. Bây giờ Lucian bắn nhìn ngứa quá vậy ta. Nhìn nó không có máu luôn á anh em. Đúng rồi, nãy hay. Chạy đi ông ơi. Chạy đi ông ơi. Tôi đỡ cho. Ôi nó khổ. Nó bỏ mình luôn anh em. Nó không đánh mình luôn mà. Trời ơi. Thua anh em ơi. Mình châu vải trưởng ra. Nó đánh mình không mất máu luôn kìa. Ui rồi. Máu anh em ơi. Máu anh em ơi. Thắng được không? Ui rồi, chịu. Thế bây giờ Lucian bắn cái thằng bò khi nó cũng thật sự là mệt mỏi luôn đó nha. Oh my god, đây sẽ là một cái pha solo thật sự là hết cứ nước chấm luôn á. Khi mà top 1 còn tới tận là 90 máu. Và vẫn là cặp đôi đấy nha mọi người ơi. Hồi nãy công top 3 á, bị công này đấm đi luôn rồi. Bắn đi ông ơi. Hay. Mất máu á, đau á. Ui, xét đấm kìa. Đau phết chứ bộ. Tôi ăn máu cho. Rồi, nó kẹt lại rồi. Chọn xét đấm đầu chứ trời. Xét đấm đúng thốn luôn anh em. Combat nãy giờ tôi vẫn chưa mất một cái giọt máu luôn á là sao? Bắn đi ông, tôi cover cho. Tôi gõ nó quá. Ui, tôi gõ cũng thốn phết chứ bộ. Giỡn hả? Đấm nó. Ui. Đầu. Hay. Ok. Xét đấm nó. Xét. Đấm. Hay. Ui, nói thật với mọi người luôn á, thắng trận này là nhờ con sét nha. Nhờ con sét tên Neymar mới thắng được á. Thêm máu nè, ok. Thêm chỉ số ngẫu nhiên đi. Thêm phép đi Neymar ơi, cho có một chút đam. Rồi. 8k rưỡi máu. Với hơn 3.000 điểm trái tim khổng thần rồi. Hơn 3.000 điểm anh em ơi. Và mình đang được một lượng giáp là 450 giáp. Gần 400 kháng phép. Hồi nãy thằng bò với là thằng Silas đó mọi người ơi. Nó bỏ qua mình luôn mà nó không có thèm đánh mình luôn. Nó chỉ rượt vàng Lucian thôi. Chỉ cần ở trong combat đó Lucian không chết. Chỉ cần Lucian không chết anh em ơi là mình sẽ thắng nha. Chỉ cần là như vậy thôi. Đúng rồi, bắn nó trước rồi. Hay. Ui thắm quá anh em ơi. Lucian cả đam đó nha. Đây, nó ăn máu kìa. Chó lại nè. Bắn đi ông ơi. Nice. Thắng được luôn á. Mấy này nó bỏ qua tôi luôn anh em ơi. Nó hồi sinh lại kìa. Không nhận bò nên nó cũng trâu thiệt cơ chứ. Hay quá ông ơi. Mấy Lucian đánh tốt đó chứ. Cover nè. Đừng chết. Hay. Quên rồi. Ok, top 1 thật sự là bất tử với công bao cài luôn á chưa. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye.